Nhà máy điện gió Bạc Liêu được xây dựng trên diện tích 500 hecta tại ấp Biển Đông, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Dự án có quy mô công suất 99,2 MW với 66 trụ tốc pin gió, công suất mỗi tốc pin là 1,6 MW. Điện năng sản xuất toàn dự án khoảng 320 triệu kW một năm. Tổng mức đầu tư của dự án là 5.200 tỷ đồng. Đây là dự án được cấp đầu tư bằng nguồn vốn tự có của chủ đầu tư và nguồn vốn vay từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ. Cho tới thời điểm này, các hạng mục hạ tầng đầu nối điện như đường dây 100 kV, đường dây 22 kV, trạm biến áp 22 trên 110 kV đã hoàn thiện để đồng bộ, sẵn sàng đầu nối hòa lưới điện quốc gia. Tháng 7 tới, các đơn vị sẽ tiếp tục thi công 52 trụ tua bin còn lại của công trình. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối tháng 12 năm 2014. Nhà máy điện gió Bạc Liêu được khởi công xây dựng tháng 9 năm 2010, là dự án điện gió thứ hai tại Việt Nam và là dự án đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.